tàn tật nên không thể ra sông bắt cá nữa. Bà có thể dạy cháu bơi lặn giỏi như bà được không? Cháu là một đứa bé hiếu thảo, lại rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng bí quyết bơi lặn giỏi của nhà ta thường không truyền cho người bên ngoài. Vậy nghĩa là cháu không được rồi. Ta không có chồng con gì, nếu cháu không gọi ta là bà nữa, chịu nhận ta làm mẹ nuôi, thì ta sẽ dạy cho cháu. Hả? Thật sao ạ? Cháu cảm ơn bà. Ta đã nói không gọi là bà nữa mà. Mẹ nuôi. Con cảm ơn mẹ. Vậy thì con hãy trở về nghỉ ngơi đi. Chiều mai hẹn gặp con ở đây, ta sẽ dạy cho con học bơi nha. Dạ thưa mẹ, con nhớ rồi. Ngay chiều hôm sau, cậu bé đúng hẹn đến bờ sông tìm mẹ nuôi để học bơi. Mẹ nuôi, con đến rồi đây. À ha, con ngoan lắm, biết giữ lời hứa. Con xuống nước đi. Con có biết vì sao con biết bơi nhưng tối hôm qua lại suýt chết đuối không? Con không biết. Ở làng con bơi giỏi và nhanh nhất mỗi khi thi bơi cùng đám bạn. Muốn bơi lặn giỏi á thì con phải biết yêu mọi dòng sông và cả biển lớn của quê hương đất nước. Con phải coi đó như là người thân, máu thịt của mình. Con phải hiểu rõ chúng thì mới chinh phục được những cơn sóng lớn như dòng nước dữ. Và con phải làm mọi cách để bảo vệ những dòng sông, dùng biển thân yêu của mình. Vậy là do con chưa hiểu rõ dòng sông của mẹ và chưa yêu nó nên con mới gặp nguy hiểm đúng không mẹ? Bây giờ con hãy lặn theo ta. Ta sẽ cho con thấy dưới sông có rất nhiều điều bí ẩn. Dòng sông này có nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm đã cuốn lấy con như tối qua. Từ hôm ấy, sau khi đi theo thuyền đánh cá trở về, cậu bé đều ra sông tập bơi lặn cùng bà chú bơi. Bà chú bơi yêu quý tinh thần ham học hỏi và sự chăm chỉ luyện tập của cậu bé mà truyền đạt hết những bí quyết bơi lặn của mình cho cậu. Ta đã dạy hết bí quyết bơi lặn của nhà ta cho con rồi đó. Từ nay, con hãy tự tập luyện thật chăm chỉ để ngày càng giỏi hơn. Mẹ nuôi, sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi. Con phải quay trở về nhà làm giỗ mẹ cùng cha. Con cứ trở về nhà đi. Khi nào có dịp hãy đến thăm ta nha. Con hứa sẽ tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để không phụ công mẹ dạy dỗ. Quay trở về nhà, cậu bé luôn chăm chỉ tập luyện và dùng khả năng bơi lặn được bà chú bơi truyền dạy để tiếp tục làm nghề sông nước, kiếm sống phụ giúp cha. Hôm nay mình bắt được nhiều cá quá, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về cho cha. Lại có hai con trâu trắng đánh nhau ở đây. Chủ của chúng đâu rồi? Chúng đánh nhau hăng quá. Nếu mình không can ngăn, chắc chắn sẽ có con chết, con bị thương. Tụi mày đừng đánh nhau nữa. Tao sẽ liều chết can tụi mày thôi. Đúng rồi. Tụi mày xuống sông tắm cho hạ quả để khỏi đánh nhau nữa. Tụi nó đi đâu rồi ta? Trâu ơi, tụi mày đâu rồi? Khuya rồi, lạnh lắm. Tao không muốn lặn xuống nước tìm tụi mày đâu. Có chuyện gì lạ kỳ vậy ta? Không lẽ nào đó là hai con trâu thần? Hẳn đây là điềm tốt trời ban cho mình. Mình phải nhận điềm tốt này như thế nào đây? Ôi, nó sắp biến mất rồi. Mình phải giữ nó lại. Nuốt vào trong bụng là chắc ăn nhất. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Sao nay nhìn con lạ kỳ vậy? Con cũng không biết nữa cha ơi. Con thấy như có một nguồn năng lượng dồi dào trong người. Tâm trạng rất sảng khoái.
Dạo này con có gặp chuyện gì lạ kỳ không? Dạ có. Khuya qua con đã can ngăn hai con trâu trắng đánh nhau bên bờ sông. Chúng nhảy xuống sông biến mất, để lại hai sợi lông rất kỳ lạ. Và con đã nuốt hai sợi lông của chúng vào bụng. Chắc là con đã gặp trâu thần trên trời xuống trần dạo chơi rồi. Thật lạ kỳ. Chẳng lẽ những điều kỳ lạ này là do mình nuốt hai cọng lông trâu thần đó sao? Mấy nhóc dắt trâu đi ăn hả? Dạ, anh lại ra sông bắt cá hả? Anh bơi giỏi như vậy, đừng bắt hết cá của dân làng nha. Anh biết rồi, anh chỉ bắt đủ ăn và nuôi cha thôi. Mấy nhóc đi thả trâu sớm đi. Trâu của em, sao anh khỏe vậy? Có thể xô ngã trâu bay xa như vậy? Giỏi quá à, giỏi quá. Anh ấy khỏe đến mức hả, dắt bỏng được một con trâu luôn. Mình có sức khỏe phi thường nhờ lông trâu thần rồi. Kể từ ngày biết được mình có sức mạnh phi thường, Ít Kiêu càng chăm chỉ làm việc. Ai có việc gì khó khăn, chàng đều ra tay giúp đỡ. Làm sao đây? Cây đổ chắn hết đường đi rồi. Có dọn kịp không đây? Đây là con đường độc đạo của làng ta đó. Có chuyện gì mà dân làng tụ tập ở đây đông vậy? Trận gió đêm qua lớn quá, quật đổ cây cổ thụ của làng ta rồi. Cây cổ thụ này đã hơn 200 năm tuổi. Khi ta ra đời, nó đã cao lớn và xum xuê rồi. Phải dọn dẹp nhanh nhanh, để dân làng còn có đường đi nữa. Hãy kêu gọi hết trai tráng trong làng ra phát cành cây, đào gốc cây lên. Làng ta sẽ có gỗ để chống lại gian đình làng đã siêu dẻo. Thưa dân làng, tôi xin một mình nhận công việc này. Một mình cậu làm sao? Không thể kịp trong buổi sáng được đâu. Biết đâu lại được. Nghe mọi người nói cậu ấy có sức khỏe phi thường nhờ nuốt lông trâu thần đó. Tôi nói được làm được. Mọi người hãy mang cho tôi mấy con dao lớn và cả mai cuốc ra đây. Chọn thêm vài thanh niên phụ tôi thu dọn cành lá. Tôi sẽ làm xong trong buổi sáng nay. Dân làng tin tưởng lời nói của Hữu Thế, cùng mang các dụng cụ mà chàng yêu cầu ra để chàng làm việc. Chàng cầm dao lớn, phát cành lá nhiều thác củ chuối. Những thanh niên phụ việc chưa kịp dọn hết thì chàng đã một tay cầm mai, một tay cầm cuốc đi đến đào phăng phăng đất ở gốc cây. Tôi đã làm xong việc rồi. Giờ tôi mang thân cây này ra sân đình. Mọi người làm phần còn lại nha. Nhờ nút lông trâu thần mà Hữu Thế ở dưới nước ngày càng lâu hơn. Chàng di chuyển dưới nước như đi trên mặt đất. Chàng lặn ngụp dưới nước cả ngày cả đêm không biết mệt. Càng ngày cậu ấy bơi càng giỏi. Chắc chắn cậu ấy là con vua thủy tề rồi. Biết đâu cậu ấy lại là thằng cái cá. Cậu ấy có thể ở dưới nước cả ngày cả đêm đó. Tất cả là nhờ mẹ nuôi chỉ dạy mình và hai chiếc lông trâu thần ấy. Năm ấy quân giặc sang cướp nước ta. Chúng cho 100 chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Dây Hãm. Chúng bắt bớ, đốt phá tất cả tàu thuyền chài lưới. Ngư dân lâm vào cảnh khó khăn. Gió ngựa của quân giặc đi đến đâu, chúng cướp của giết người gây tan tóc khắp mọi vùng duyên hải. Nhà vua tự mình mang quân lính ra đối địch, nhưng bị quân giặc đánh đắm tất cả. Quân lính cũng bị quân giặc đánh giết, gây nhiều thương vong. Nhà vua rất lo lắng cho tình hình đất nước, nên đã sai tướng quân cho người đi tìm nhiều người tài giúp dân giúp nước.
Xin hỏi có chuyện gì mà quân lính triều đình lại đi đánh trống rao gọi vậy? Giặc giả hoành hành khắp nơi, nhà vua đang muốn tìm người tài giúp vua đánh giặc, giúp dân giúp nước. Hả? Quân giặc đã đến đâu rồi? Quân giặc tràn qua từ biên giới, lại cho thuyền tấn công các cửa biển, đốt phá tàu thuyền, cướp của giết người khắp các vùng duyên hải. Nơi nơi dân chúng đang rất thống khổ. Nhìn cậu rất khỏe mạnh, nếu muốn góp tài góp sức đánh giặc thì hãy đến nơi tuyển quân của tướng quân chúng ta. Muốn bơi lặn giỏi á thì con phải biết yêu mọi dòng sông và cả biển lớn của quê hương đất nước. Con phải coi đó như là người thân, máu thịt của mình. Con phải hiểu rõ chúng thì mới chinh phục được những cơn sóng lớn như dòng nước dữ. Và con phải làm mọi cách để bảo vệ những dòng sông, vùng biển thân yêu của mình. Mình phải dùng khả năng bơi lặn của mình để bảo vệ sông nước quê hương. Sao hôm nay con về sớm vậy? Cha ơi, giặc giả đang hoành hành khắp nơi, nhà vua đang cầu người tài giúp dân giúp nước. Con muốn đi đánh giặc. Nhưng mà nhà mình neo người, mẹ con mất sớm, còn có hai cha con ta. Nếu con đi đánh giặc mà có mệnh hệ gì thì cha biết làm sao đây? Nhưng cha ơi, nước mất thì nhà tan. Cha yên tâm, con hứa sẽ bình an trở về. Cha hiểu. Bao năm qua con chăm chỉ làm việc, có dành dụm được một số tiền để cha dưỡng già. Bây giờ con đi đánh giặc, cha hãy lấy số tiền này trang trải cuộc sống, chờ con trở về. Con đã lo chu đáo cho cha rồi sao? Mình còn bà con láng giềng, con tin rằng mình đi đánh giặc giúp dân giúp nước thì dân làng cũng sẽ giúp con chăm sóc cha những ngày con vắng nhà. Cha hiểu quyết tâm của con, vậy con hãy nhanh chóng lên đường đi. Khi nào đuổi hết quân giặc ra khỏi bờ cõi, con sẽ quay về báo hiếu cha. Sáng sớm hôm sau, Hữu Thế tạm biệt cha, rời làng quê yêu dấu để lên đường đến nơi tuyển quân. Không chỉ có chàng mà có rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng cũng một lòng lên đường theo lời kêu gọi của nhà vua. Đang có gì mà đông vui vậy ạ? Họ đang cho thi đấu vật để tìm người khỏe mạnh vào đội quân của nhà vua. Hả? Vậy là mình đã đi đến nơi thi tuyển người tài rồi. Đó là ai vậy? Đó là Đô Nhất. Ông ta là Đô Vật vô địch hòn vùng này đó. Dù người khỏe mạnh nhất ở đây vẫn không đấu thắng được ông ta đâu. Ông ta khỏe quá. Ai muốn đấu với ta? Tôi muốn. Cậu thanh niên này mới đến vùng này hay sao? Cậu ta không biết danh tiếng của Đô Nhất. Nhìn cậu ta không thể đối đầu nổi với Đô Nhất đâu. Người muốn đấu với ta sao? Đúng, tôi muốn đấu với ông. Đô Nhi, ta để thằng nhóc này cho ngươi đó. Đâu? Ai muốn đấu với ta? Đây là Đô Nhi. Nó giỏi thứ hai sau ta thôi. Ta cho ngươi thử sức với nó. Nếu ngươi mà thắng được nó, thì ta sẽ đấu với ngươi. Muốn đấu thì nhanh lên sàn. Còn nhiều người muốn thử sức với ta lắm. Này cũng khỏe quá. Đồ về chắc chắn phải chịu thua rồi. Tôi xin chịu thua. Ngươi cũng có bản lĩnh đó.
Hôm nay chúng ta tìm thêm được một người tài giỏi khỏe mạnh rồi. Ta sẽ thử đấu với người. Đồ nhất thua rồi. Thật không thể tin được. Cậu ấy khỏe quá, giỏi quá. Công nhận cậu ông đã chịu thua ta chưa? Ta xin thua. Tử quân thấy ngươi là người có tài, ngài ấy muốn nhận ngươi về làm cùng ngài ấy sát cánh đi đánh giặc. Ngươi có chấp nhận không? Đây là tướng quân của chúng ta. Tướng quân chính là Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn, danh tiếng lẫy lừng muôn nơi. Xin chào tướng quân. Thuộc hạ tên Phạm Hữu Thế, muốn được lấy sức mình giúp đất nước chống giặc ngoại xâm. Ta rất thích màn thể hiện của ngươi. Ngoài sức khỏe phi thường, ngươi còn tài nghệ gì nữa không? Thưa tướng quân, thuộc hạ còn biết bơi lặn nữa. Thuộc hạ có thể ở dưới nước cả ngày không biết mệt. Có thể tay không lặn xuống nước bắt cá. Vậy chúng ta hãy ra sông để xem ngươi thể hiện. Tướng quân, có khi nào cậu ta đã chìm xuống sông rồi không? Ngươi cho lính lặn xuống dưới tìm cậu ta đi. Cậu ta đã nổi lên rồi. Đúng là tài bơi lặn có 102 ở danh trại chúng ta. Ngươi khá lắm. Ta quyết định cho ngươi gia nhập đội quân thủy chiến của ta. Ngươi hãy cùng ta huấn luyện các quân lính và chiến đấu thật dũng cảm. Dù có sức khỏe phi thường và tài bơi lặn hiếm có, nhưng chàng vẫn chăm chỉ tập luyện chờ ngày ra trận. Năm ấy thế giặc mạnh nên tướng quân ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng. Vì an toàn nên toàn bộ gia quyến của tướng quân được lệnh di chuyển đến một nơi khác để trú ngụ, và Hữu Thế là người đảm nhận vai trò hộ tống. Sao gió lại thổi mạnh, nước sông lại cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gầm gào như vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Hình như dưới nước có gì đó. Chắc chắn dưới sông có gì đó kỳ lạ rồi. Ta phải đích thân xuống dưới xem sao. Mọi người lo bảo vệ gia quyến tướng quân nghiêm ngặt. Tôi sẽ tự mình xuống sông xem phía dưới có chuyện gì. Ra là có giao long dưới nước nên đám ngựa không dám lên thuyền. Thời gian gấp rút quá rồi, muốn đưa được gia quyến của tướng quân đến nơi an toàn thì mình phải diệt trừ con giao long hung dữ này. Để diệt trừ giao long hung dữ, Thủ Thế lặn hàng giờ dưới nước giao đấu với nó. Mặc cho giao long dữ tợn tấn công nhưng chàng vẫn đương đầu không hề sợ hãi. Sao lâu vậy ta? Không lẽ người đã chìm dưới đáy sông rồi? Không thể nào, cậu ấy bơi lặn rất giỏi mà. Hả? Có máu dưới nước kìa. Có chuyện nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Tôi đã diệt được giao long hung dữ dưới sông rồi. Có người diệt được giao long hung ác rồi bà con ơi. Cảm ơn tráng sĩ đã diệt giao long hung dữ cho làng tôi. Đây là con giao long thường xuyên gây sóng gió lớn làm dân làng tôi gặp nguy hiểm. Nó còn bắt cả người trên tàu thuyền xuống nước nữa. Gió yên, sông cũng đã lặn nước rồi. Hãy cho người và ngựa lên thuyền tiếp tục qua sông đi cho kịp. Còn tôi sẽ bơi theo đoàn thuyền để đề phòng bất trắc dưới nước. Cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi. Bẩm tướng quân,
thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó. Tốt lắm, giỏi lắm. Bẩm tướng quân, cậu ấy đã rất dũng cảm đánh nhau với Giao Long, đã chém đầu Giao Long giúp người dân thoát khỏi Giao Long hung dữ và giúp gia quyến của ngài sang sông an toàn. Từ nay ta sẽ đặt tên ngươi là Yết Kiêu. Đó là tên của một loại kình ngư khổng lồ ở trên biển. Ngươi rất xứng đáng với cái tên đó. Đây chính là nguồn gốc cái tên của Yết Kiêu. Từ đó mọi người đều gọi tên chàng là Yết Kiêu. Mẩm tướng quân, có tin cấp báo từ biên giới, quân giặc lại cho quân tràn vào nước ta. Tập trung các binh lính chuẩn bị lên đường đánh giặc. Sẽ có một đoàn quân đi theo đường bộ. Còn Yết Kiêu, ngươi sẽ cùng ta đi thuyền dọc đường biển để rút ngắn thời gian đi đường. Bọn giặc vẫn chưa cho thuyền chiến tiến vào vùng này đâu. Thuộc hạ xin theo lệnh tướng quân. Ngươi ở lại canh giữ thuyền, ta sẽ dẫn quân đi đánh giặc. Nếu lâu ngày không thấy tin tức gì của ta, ngươi cứ cho thuyền quay về. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Trải qua nhiều ngày đêm chiến đấu, đội quân của tướng quân không thể địch lại thế giặc quá mạnh nên phải ra lệnh rút quân. Phải bắt được tướng quân bọn chúng cho ta. Chúng ta nên rút theo đường núi để bảo đảm an toàn. Bẩm tướng quân, người lên chạy ra cửa sông, tôi sẽ cho quân lính chạy lên đường núi để đánh lạc hướng giặc. Chúng tôi quyết giữ chân bọn giặc. Ta sợ chạy ra đường ấy sẽ nguy hiểm hơn. Thuyền của Yết Kiêu chưa chắc còn đợi ta ở đó, vì ta đã bặt tin lâu ngày rồi. Bẩm tướng quân, Yết Kiêu chưa thấy tướng quân thì nhất định sẽ không dời thuyền đâu. Ta sẽ đuổi theo hướng này, biết đâu hắn lại nghi binh chạy ra hướng đó. Yết Kiêu vẫn chờ ta. Ta không ngờ ngươi vẫn cho thuyền ở đây đợi ta, dù có thể gặp nguy hiểm. Tướng quân còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chưa đón được tướng quân, thuộc hạ quyết không dời thuyền. Chim hồng học muốn bay cao phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 chiếc trụ cánh đó thì cũng là chim thường mà thôi. Cũng giống như ta có thể làm nên đại sự hay không là nhờ vào những thuộc hạ trung thành như các ngươi đó. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh, vì quân giặc có thể vẫn đang truy đuổi người. Không ngờ hắn ta còn chuẩn bị cái thuyền để tháo chạy. Nhanh, nhanh báo cho đội thuyền chiến bao vây đường biển của bọn chúng cho ta. Quân giặc càng đưa nhiều thuyền chiến đến dây hãm, chờ cơ hội tấn công nước ta. Bọn chúng trốn đâu hết rồi? Chắc là thấy bóng dáng thuyền chiến vĩ đại của ta đã sợ hãi bỏ trốn hết rồi sao? Thế giặc đang mạnh, lực lượng thủy chiến của quân ta chưa nên phản công vào lúc này. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm gì thưa tướng quân? Chúng ta nên án binh bất động chờ thời cơ. Ngươi cùng với các quân lính hãy canh giữ cẩn trọng và ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu khi thời cơ đến. Bẩm tướng quân, thuộc hạ muốn tự mình do thám xem lực lượng thủy chiến của quân giặc như thế nào để tìm thêm đối sách. Ngươi cứ tiến hành, nhưng phải cố gắng giữ an toàn đó. Thuộc hạ sẽ hết sức cẩn trọng. Khuya hôm đó, Yết Kiêu lén lút lặn xuống nước, nơi tập trung nhiều thuyền chiến của giặc để dò thám. Đáy thuyền của chúng có chỗ rất hiểm yếu. Quân giặc là chủ quan, chỉ để quân lính trên thuyền, không cho quân lính canh gác coi chừng dưới mặt nước. Mình có cách rồi. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Đêm nay xin người hãy cho thuộc hạ tấn công bất ngờ bọn chúng. Người muốn làm gì? Yết Kiêu,
anh đi đâu giờ này mà lại cầm dùi cầm búa? Tôi đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Tôi muốn tự mình đi phá hủy thuyền chiến của bọn chúng. Một mình anh sao? Đúng rồi, tướng quân đã cho phép tôi. Chỉ có tôi mới có thể lặn sâu dưới nước lâu mà không bị bọn chúng phát hiện. Tôi đi đây. Sáng mai anh hãy cho quân lính đi nghe ngóng tin tức nhé. Anh hãy cẩn trọng, bọn giặc rất nguy hiểm và hung ác. Cả một đêm, Ít Kiêu đã dùng dùi búa đục thủng gần 20 đáy thuyền chiến của quân giặc. Chàng lấy dẻ nhét vào các lỗ thủng rồi buộc dây nối lại với nhau. Thấy trời sắp sáng, Ít Kiêu liền giật dây cho các nút dẻ ở các lỗ thủng rơi ra, rồi chàng nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hôm đó, gần 20 thuyền chiến của quân giặc dần chìm xuống nước. Quân giặc hết sức hoảng loạn, lo ứng cứu những quân lính của chúng rơi xuống biển. Các ngươi nói cho ta xem, tại sao những thuyền chiến tốt nhất của ta lại bị chìm? Dạ không biết. Dạ không biết nữa. Dạ không biết nữa. Mà chìm nhanh lắm. Chắc bọn chúng được một phen mất hồn mất vía. Bẩm tướng quân, rạng sáng nay gần 20 thuyền chiến của giặc đã bị chìm ở cửa biển. Bọn chúng đang rất hoảng loạn. Đó chính là chiến công của Ít Kiêu. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người rất mưu trí và dũng cảm. Từ hôm đó, cứ đêm đến là Ít Kiêu lại lén lặn xuống đục thủng thuyền giặc. Mỗi đêm, chàng có thể đục thủng từ 20 đến 30 thuyền chiến lớn nhỏ của giặc. Rạng sáng, Ít Kiêu lại bơi thật nhanh rời đi mà quân giặc không hề hay biết. Ngươi phải canh gác cẩn thận cho ta. Nếu ngày mai lại có thuyền bị chìm nữa, ta sẽ chém đầu các ngươi. Ta đã quá chủ quan khi không cho quân lính xuống dưới nước canh chừng, để cho đối phương cử người lén làm thủng hàng chục chiếc thuyền của ta. Ta đúng thật là sơ suất. Cử cho ta 10 thủy quân bơi lặn giỏi nhất xuống dưới nước kiểm tra. Ta muốn biết là người hay là quỷ thần đã phá hoại thuyền chiến của ta. Ở góc phía xa, nơi quân giặc tìm kiếm, Ít Kiêu vẫn đang miệt mài đục thủng đáy thuyền chiến quân giặc, không để ý mọi chuyện xung quanh. Ít Kiêu không hề sợ hãi, chàng nhanh chóng tránh né sự tấn công của quân giặc rồi phản công lại. Với sức khỏe phi thường cùng khả năng bơi lặn hơn người, chàng đã nhanh chóng thoát thân. Sao cái tên đó đi lại dưới nước như là đi đánh bộ vậy? Nó giỏi quá, không cần ngồi lên thở như chúng ta. Nước họ có người tài giỏi đến như vậy sao? Ta rút lui thôi, hắn xuất quỷ nhập thần rồi. Mặt nước mênh mông như thế này, làm sao tìm được hắn? Các ngươi tưởng ngăn cản được ta sao? Tên đó bơi lặn rất giỏi, chính hắn đã đục lũng thuyền của chúng ta. Hắn bơi lặn dưới nước như ở trên cạn vậy, tài chân rất nhanh nhẹn. Chúng tôi không đánh lại hắn. Nước của chúng nó có người giỏi bơi lặn vậy sao? Còn bơi lặn dưới nước như là đi trên đất bằng. Các người có nói quá không vậy? Chúng tôi chỉ nói đúng điều mắt thấy. Chúng tôi ai cũng bị thương, suýt nữa không giữ được tính mạng. Chỉ là một tên tép riêu mà không bắt được, làm sao ta có thể chiếm được cả nước của chúng nó đây? Thuyền lại chìm nữa rồi. Thuyền lại chìm nữa rồi. Thuyền của ta. Các người phải nghĩ mọi cách để bắt được tên phá hoại đó cho ta. Hehehehe
ta sẽ cho lũ giặc các ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay ta sẽ đến thăm các ngươi tiếp. Sau này bọn chúng lại yên ắng như vậy nhỉ? Bị mình dọa sợ thật rồi sao? Mặc kệ bọn chúng, mình tiếp tục làm việc thôi. Tướng quân đang bận chống giặc ở biên giới, mình phải lập nhiều công lớn để tướng quân yên lòng. Yết Kiều lại tiếp tục công việc đục thủng thuyền giặc. Khi làm việc dưới nước, chàng chăm chú đến mức không để ý xung quanh. Yết Kiều cố gắng dùng dãy nhưng không thể thoát được vòng dây lưới sắt của quân giặc. Đây chính là kẻ phá hoại thuyền chiến của chúng ta sao? Chỉ có một tên như ngươi mà phá hoại bao nhiêu chiến thuyền của ta sao? Đúng vậy, chính tay ta làm đắm thuyền của các ngươi. Thả hắn ra khỏi lưới sắt, trói hắn lại cho ta. Bẩm, nó khỏe lắm, tôi sợ nó sẽ trốn thoát. Nó mà nhảy xuống dưới nước thì như cá gặp nước, chúng ta sẽ không bắt kịp đâu. Ngươi giỏi như vậy sao? Ngươi dám dọa sợ những quân lính thủy chiến tinh nhuệ của ta sao? Ở nước ta, ta chỉ là người lính bình thường nên mới bị các ngươi bắt được. Nó bơi lặn giỏi như vậy, đánh nhau dưới nước cũng rất khỏe, sao là người bình thường được? Vậy những người giỏi ở nước chúng nó còn đáng sợ như thế nào nữa? Tất cả im lại cho ta. Hắn mới nói có một câu mà các ngươi đã sợ muốn bỏ chạy hết về nước rồi sao? Trong nước ngươi có bao nhiêu người có khả năng bơi lặn giỏi như vậy hả? Những người bơi lặn dở như ta thì cả trăm chiếc tàu của các ngươi cũng không thể chở hết. Vậy còn những người bơi lặn giỏi hơn ngươi? Những người đi lại dưới nước suốt 10 ngày đêm không lên thì có hàng vạn. Bây giờ ở dưới, hết lớp này lên lại có lớp kia xuống liên tục. Các ngươi đừng phí công dây bắt một mình ta. Nhà ngươi không muốn chết với lưỡi kiếm của ta rồi làm mồi cho cá dữ ngoài biển đúng không? Làm người ai không ham sống sợ chết. Vậy thì ngươi hãy chỉ đường để bọn ta bắt hết những đứa kia. Ta không những là tha chết cho ngươi mà còn thưởng hậu hĩnh cho ngươi nữa. Ông nói thật sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi cùng ta chỉ huy đoàn thuyền chiến hùng hậu này. Tội gì ngươi phải là một đứa bình thường tép riêu ở đây với khả năng bơi lặn giỏi như vậy chứ? Chờ đoàn thuyền chiến của ta chiếm được nước ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi khắp các vùng biển lớn để ngươi mở mang tầm mắt. Nhanh lên, ta sẽ cho ngươi lựa chọn đường sống. Ồ, được thôi, vậy hãy theo ta. Hãy mang theo thêm nhiều lưới sắt nữa, ta sẽ chỉ chỗ cho các ngươi. Mang nhiều lưới sắt ra đây cho ta. Nhanh lên, phải bắt hết tụi nó trước khi trời sáng. Ta không muốn có thêm một thuyền chiến nào bị chìm nữa. Tranh thủ lúc bọn giặc đang nháo nhào đi gom những tấm lưới sắt, Yết Kiêu liền lao cả người cùng tấm lưới sắt xuống biển. Cung tên đâu? Bắn hắn cho ta. Chạy xuống nước, bắt hắn lại cho ta. Nhanh lên. Cử thêm các thuyền tiến cho ta, lùng bắt bằng được. Các ngươi tìm thật kỹ trên bờ, dưới nước cho ta, để xem hắn trốn dưới nước được bao lâu đây. Dùng giáo thật dài đâm xuống nước, lùng bắt hắn. Chắc chắn là hắn đang trốn dưới nước, trong những bụi cây gần bờ kia. Trời sáng rồi, chúng ta rút quân thôi. Coi chừng lọt vào bẫy của chúng. Hắn ở dưới nước lâu như vậy, chắc là không sống nổi đâu. Dưới nước không thể giết được ta,
nhưng ở trên bờ ta lại sắp kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cô là ai? Ta tên là Vân. Ta đang giúp chàng uống nước. Chắc chàng bị khát và kiệt sức vì mất máu. Xin thứ lỗi, ta đã mạo phạm. Chàng đã gặp nguy hiểm gì sao? Ta thấy chân chàng bị thương rất nặng. Nàng đã cứu ta sao? Sáng nay ta đi chợ sớm đổi cá lấy gạo. Trên đường về ta gặp chàng nằm ngất xỉu bên vệ đường. Ta đã tìm cha ta đến cứu chàng. Chàng trai này may mà gặp cha con ta nên mới được cầm máu kịp thời. Giờ chúng ta tính sao với người này đây cha? Nhìn vết thương trên đùi cậu ta, chắc chắn là đã đụng độ với kẻ rất độc ác. Chúng ta giúp người thì phải giúp cho trót. Trước mắt hãy đưa cậu ấy về nhà chúng ta, chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp. Ơn cứu mạng của cha con nàng ta quyết không quên. Cha con ta giúp người không cần báo đáp. Chỉ cần cậu mau chóng khỏe mạnh là cha con ta vui rồi. Tạ ơn ông đã cứu mạng. Tôi có thể ra bên ngoài xem xét nơi đây là đâu không? Vết thương trên chân chàng mới chỉ đắp thuốc băng bó cầm máu. Chàng đừng cử động mạnh, sẽ lâu lành lắm. Cảm ơn nàng đã lo lắng. Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ông làm nghề chèo đò sao? Vợ ta mất sớm, ta ở dậy nuôi con gái. Cha con ta chèo đò đưa người sang sông. Khi rảnh rỗi thì bắt cua, bắt ốc, đánh cá đổi lấy gạo muối sống qua ngày. Mẹ tôi cũng không may mất từ sớm. Cha con tôi cũng ở gần một dòng sông Hiền Hòa. Cha tôi tàn tật nên không đi đánh cá được, chỉ ở nhà đan lưới sống qua ngày. Tôi hàng ngày cũng đi chài lưới bắt cá nuôi cha. Vậy tại sao cậu lại bị thương? Không giấu gì ông, tôi tên là Yết Kiêu. Nhờ tài bơi lặn nên đã được theo tướng quân đánh giặc. Tôi được tướng quân tin tưởng giao nhiệm vụ phá hủy thuyền chiến của giặc. Nhưng không may bị giặc bắt được. Tôi bỏ trốn thì bị giặc lùng sục, đâm bị thương. Bọn giặc thật độc ác. Chúng hết lần này tới lần khác xâm lược nước ta. Dù bị đánh đuổi tan tác, chúng vẫn quay lại đánh tiếp. Ta nghe nói lần này chúng còn cho rất nhiều thuyền chiến bao vây nước ta ở các cửa biển. Hả? Ông cũng biết những chuyện này sao? Tôi đang rất nóng lòng muốn quay về để hỗ trợ tướng quân. Vết thương của cậu chưa có lành. Nếu cậu hoạt động mạnh hoặc xuống nước sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu hãy cố gắng dưỡng thương. Khi cậu khỏe lại, biết đâu ta sẽ có cách giúp cho cậu. Xin hỏi, ông là ai? Tôi thấy ông không thể nào là một người lái đò bình thường được. Con mời cha vào ăn cơm. Sao ta có thể nuốt nổi cơm khi cha con nàng phải ăn cháo nhường cơm cho ta? Cậu còn trẻ, lại cần ăn để nhanh lành vết thương, còn quay về giúp tướng quân làm việc lớn. Cha con ta chỉ nhường cơm cho cậu có mấy ngày thôi. Cậu đừng có ngại. Yết Kiêu tôi thề với trời đất sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của cha con ông. Dưới nước không có bóng dáng kẻ nào đến quấy phá. Mấy hôm nay thuyền của chúng ta không bị đắm nữa. Hắn chỉ là một tên nói láo. Sau khi bị chúng ta dây bắt thì sợ hãi trốn chui trốn nhủi, không dám quay lại nữa rồi. Bẩm, có tin cấp báo, quân ta ở các vùng biên giới đã tràn qua tấn công ở nhiều nơi và đã thắng được nhiều trận. Tuy nhiên cũng bị thiệt hại nhiều binh lính. Vậy thì thủy quân của chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được đất nước của bọn chúng ta. Nghe lời động viên của cha nàng dân, Yết Kiêu yên tâm ở lại dưỡng thương. Chàng được cha con nàng dân hết mực chăm sóc. Bộ
Một chú cá to ham ăn đã bắt câu. Chàng câu cá giỏi quá. Chắc chắn chúng ta sẽ đổi được nhiều gạo để cho chàng ăn no. Ta muốn cả nhà chúng ta cùng ăn no với nhau. Ta không đành lòng ăn cơm, còn cha con nàng ăn cháo. Thời gian dần trôi, Ít Kiêu và nàng dân cũng thầm cảm mến nhau, nhưng không ai dám thổ lộ. Chàng câu cá giỏi, chài lưới cũng rất giỏi. Ta vốn làm nghề sông nước từ nhỏ, ta còn có tài bơi lặn, tay không xuống nước bắt cá nữa. Trước kia đất nước Thái Bình, ai ai cũng sống cuộc đời an vui, không phải chịu cảnh hiểm nguy, gia đình tan tác. Ta sẽ cố gắng cùng tướng quân đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi. Khi đất nước Thái Bình, ta sẽ quay về đón cha ta và sống cuộc đời chài lưới bình dị như cha con nàng. Ta cũng mong chàng nhanh lập được công lớn, đánh đuổi sạch bóng quân thù. Cha con ta vẫn sẽ ở bến đò này đợi chàng trở về báo tin chiến thắng. Chàng đã ở dưới nước lâu rồi, có khi nào xảy ra chuyện không cha? Ta thấy Yết Kiều quả thật có tài bơi lặn, con hãy kiên nhẫn và tin tưởng cậu ấy. Vết thương của chàng mới lành, chàng xuống nước đúng là như cá gặp nước. Nhưng mà chàng đã bơi rất xa và lặn dưới nước quá lâu rồi. Cuối cùng thì chàng cũng nổi lên, chàng làm ta lo quá. Hôm nay ta ăn cùng cha con ông bữa cơm chia tay, ta phải quay về để cùng tướng quân tiếp tục đánh giặc. Ta biết cậu rất giỏi bơi lặn, nhưng chỉ dùng sức người để phá hủy thuyền chiến của giặc thì không thể nào địch nổi. Ta biết vậy, nhưng hiện giờ vẫn chưa có kế sách hữu hiệu. Trước đây ta đã nói sẽ giúp cậu, giờ đã tới lúc rồi. Ta đã tò mò về thân thế của ông từ lúc mới gặp mặt. Ta vốn là một tướng nhỏ dưới trướng nhà vua trước đây. Ta đã kinh qua nhiều trận chiến chống giặc ngoại xâm. Khi tuổi già sức yếu, lại có thêm nhiều vết thương trong người, nên ta lui về ở ẩn. Ta đúng là may mắn khi gặp được tiền bối. Ta đã làm nghề lái đò ở đây nhiều năm, tuổi già sức yếu không góp sức được, nhưng ta có một thứ có thể giúp cậu. Con đi lấy món đồ đó ra đây cho cha. Đây là tấm bản đồ do tự tay ta vẽ nên khi đưa đò ở bến sông này. Có chỗ có rất nhiều sắc, có thể giúp ích cho quan quân nghĩ kế đánh giặc đó. Tôi sẽ cầm bản đồ này về bẩm báo với tướng quân ngay. Chàng hãy giữ sức khỏe, ta đợi tin chiến thắng của chàng. Ta sẽ sớm quay lại báo tin chiến thắng cho nàng hay. Tướng quân, Yết Kiêu quay về rồi. Yết Kiêu còn sống. Bẩm tướng quân, Yết Kiêu tài hèn sức mọn, không may rơi vào tay quân giặc rồi bị thương nặng, nhưng được người tốt cứu mạng, nay mới dưỡng thương khỏe mạnh quay về tạ tội với tướng quân. Người khỏe mạnh trở về là ta mừng rồi. Ta không tin là ngươi đã đầu hàng quân giặc như bọn chúng rao khắp nơi. Thuộc hạ đã thề một lòng trung thành với tướng quân, suốt đời đi theo người phục vụ. Ta tin vào lòng trung thành và sự dũng cảm của ngươi. Có một người lính già lui về ở ẩn làm lái đò bên sông đã cho thuộc hạ thứ này. Chúng ta có thể tìm được nhiều kim loại quý để nghĩ kế đánh giặc. Vậy ngươi hãy đưa quân lính đi tìm và mang về đây. Dạo này quân giặc cho thuyền đi gây chiến khắp nơi. Chúng ta đang rất cực khổ đánh đuổi quân giặc trên bộ và cả dưới nước. Trời sắp sáng rồi, chúng ta hãy nhanh chóng quay về. Yết Kiêu, xin chàng hãy chờ ta. Sao nàng lại ra đây? Chàng đừng lên bờ, ở dưới nước sẽ ấm hơn. Ta biết chàng sẽ cùng quân lính đến đây thu thập sắc quý, nên rạng sáng nào ta cũng dậy sớm ra đây chờ chàng. Ta đang định bơi theo thuyền về cùng mọi người, nàng ra đây chậm chút là chúng ta không thể gặp mặt rồi. Gặp được chàng là ta vui rồi. Ơn trời là chàng vẫn khỏe mạnh. Chàng hãy mau trở về đi, trời sắp sáng rồi. Ta đi đây,
nàng nhanh chóng trở về nhà đi, trời lạnh lắm. Đó chính là kẻ đã đục đụng thuyền của chúng ta, hắn vẫn còn sống, nhanh bắn hạ hắn đi. Nàng hãy nhanh trở về đi, đừng lo cho ta. Nàng Dân, sau này mẹ trang mũi tên cho ta. Cha quan trọng với nó nhà hơn ta. Chàng hãy bơi đi đánh lạc quân giặc, đừng để bọn chúng tìm được thuyền chở sắt quý của quân ta. Ta làm sao có thể bỏ nàng ở đây được. Chàng hãy rời đi nhanh lên, nếu không ta chết không thể nhắm mắt. Chàng nhất định sẽ đánh đuổi được quân giặc để đất nước thái bình. Quân giặc quen đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đã bị quân ta kìm chân giằng co khá lâu. Bọn chúng đang thiếu lương thực, đoàn thuyền lương tiếp tế cũng bị ta đánh đấm. Chúng vừa đói vừa mắc nhiều bệnh nên đang mất dần nhuệ khí. Bây giờ là lúc quân ta tấn công. Yết Kiêu, trận thủy chiến lần này ta giao cho ngươi cùng các tướng lĩnh bài binh bố trận. Dạ, thuộc hạ sẽ hành động cẩn trọng theo sắp xếp của tướng quân. Quân giặc đang rất hoang mang vì nhiều thuyền chiến bị đánh chìm nên đang muốn rút lui. Bây giờ chúng ta có thêm sắt quý, sẽ có thể làm ra nhiều binh khí. Người hãy nghĩ cách tiêu diệt được thủy quân của chúng, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước. Thuộc hạ xin nghe theo lệnh tướng quân. Theo lệnh tướng quân, Yết Kiêu cùng quân lính ngày đêm lấy sắt rèn thành mũi tên nhọn gắn vào đầu các cọc bằng gỗ liêm tấu. Sao mà giờ ta vẫn chưa thể xinh đẹp? Thật là tức quá đi mà. Kẻ nào dám? Ngoài đời, người có tình ta vặt hết lòng cho người khỏi bay luôn không? Chính mắt người thấy à, mau dẫn ta tới đó. Mới đây trời còn lạnh gió, sao giờ lại nổi gió to như thế này? Dừng lại! Bảo vệ đức vua! Bảo vệ đức vua! Đây chắc chắn là kết thúc con rồi. Không được, tiếp tục như thế này thì ta và binh lính sẽ không thể chống đỡ. Các người thật to gan, dám vào tận rừng thẳm của ta. Hỡi phù thủy Warder quyền năng, tôi là đức vua của vương quốc bên kia. Hôm nay có chuyện hệ trọng sang cầu kiến, mong được gặp mặt. Đức vua? Đúng vậy, ta còn mang theo nhiều xe giải dốc, châu báu quý hiếm sang đây để thể hiện lòng thành, mong bà nhận cho. Các ngươi làm gì đó? Mau bỏ vũ khí xuống. Xin chào phù thủy Gotter đầy quyền năng. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng giấu gì bà, hoàng hậu vợ ta đang mang thai, nay sức khỏe suy kiệt, thầy thuốc trong vương quốc đã hết cách cứu chữa. Được biết bà biết nhiều phép thuật nên ta mạo muội mang theo ít lễ vật sang đây, khẩn thiết mong bà hãy cứu vợ con ta. Nực cười, chỉ có ít vải vóc vàng bạc này mà muốn ta cứu vợ con người à? Chỉ cần bà chịu ra tay cứu giúp, bà muốn gì ta cũng đồng ý. Người có chắc là sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của ta không? Đúng vậy. Được, vậy ta sẽ giúp người cứu hoàng hậu. Đổi lại, nếu đứa bé sinh ra có mái tóc bột vàng thì sẽ thuộc về ta. Người có đồng ý không? Hả? Bà muốn con của ta? Nhưng vì sao? Đó là việc của ta, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần trả lời rằng ngươi có đồng ý với điều kiện của ta không. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu. Bụng ta Hoàng hậu sắp sinh rồi, người đâu, mau chuẩn bị nước nóng. Đức vua, đức vua đâu? Ta đau quá, ta muốn gặp người. Đức vua sẽ về rồi, hoàng hậu hãy cố gắng lên. Đức vua, mong ngài hãy mau chóng trở về, hoàng hậu sắp không đợi được nữa rồi. Xưa nay, dòng tộc và thần dân vương quốc của ta
chỉ có tóc màu nâu đen, chưa ai có tóc màu vàng. Chắc chắn con ta cũng như vậy, hẳn là ta không cần phải quá lo lắng. Có vẻ ngươi không muốn cứu vợ con ngươi, vậy thì hãy mau ra khỏi khu rừng trước khi ta đổi ý. Ta đồng ý với điều kiện của bà, mong bà hãy chỉ cách cứu vợ con ta. Được, trong chiếc túi này có chứa ngôi sao vàng màu nhiệm. Chỉ cần thả ngôi sao vào phòng của hoàng hậu, tự khắc bệnh tình sẽ khỏi. Đa tạ phù thủy Gunther. Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta, hãy đứa bé sinh ra có mái tóc màu vàng thì sẽ thuộc về ta. Mau, mau trở về hoàng cung. Hoàng hậu của ta, ta trở về với nàng rồi đây. Đây là... đây là ngôi sao mà bà phù thủy Gunther đã trao cho ta để cứu hoàng hậu. Thưa đức vua, chúc mừng ngài, hoàng hậu đã hạ sinh một công chúa. Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng đức vua và hoàng hậu. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, vợ con ta đã bình an. Đức vua, ngài nhìn kìa. Thật lạ lùng, cả đời ta chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này xảy ra. Đây có thể là dấu hiệu của điềm lành, thưa đức vua. Công chúa nhất định là phước lành mà trời ban cho vương quốc chúng ta. Đức vua nhìn xem, muộn thú như đang đến chúc mừng con gái chúng ta vậy. Rabencho, ta sẽ đặt tên con là Rabencho nhé. Công chúa bé nhỏ của cha. Hôm nay là đầy tháng của Rabenzo, đức vua có muộn phiền gì sao? À, không, ta chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để Rabenzo bé bỏng của ta có cuộc sống thật hạnh phúc. Nàng sửa soạn để chuẩn bị bắt đầu tiệc đầy tháng của Rabenzo nhé. Giờ lành sắp đến rồi. Này, việc ta giao người làm đến đâu rồi? Thưa đức vua, thần đã làm theo lời ngài dặn. Khắp các cửa thành và lối ra vào đều có binh lính canh gác. Thần cũng bố trí một đội quân tinh nhuệ âm thầm bảo vệ công chúa bất kể ngày đêm. Tốt lắm. Nhưng thưa đức vua, xưa giờ vương quốc ta đều yên ổn, sao ngài lại lo lắng nhiều đến vậy? Phải chăng lúc đến gặp phù thủy Gunther ở khu rừng, ngài đã gặp trở ngại gì? Thật ra chuyện là như thế này. Điều ta thật sự không ngờ là Rabenzo, bé nhỏ của ta, đúng là có mái tóc vàng ống. Ta e sợ chẳng sớm thì muộn, bộ phù thủy Gunther nhất định sẽ tìm đến đây để bắt lấy công chúa. Không được. Hả? Không ai được phép đem con ta đi đâu cả. Hoàng hậu đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ con gái của chúng ta. Xin đức vua và hoàng hậu yên tâm, thần sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ công chúa. Rapunzel, ngôi sao nhiệm màu của ta đến lúc trở về bên ta rồi. Rider, ta mau đi thôi. Rider, đi dự tiệc thôi. Chúc mừng đức vua và hoàng hậu, mừng đầy tháng công chúa Rabenzo. Chúc cho công chúa luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và gặp những điều tốt lành trong cuộc sống. Cảm ơn các khanh. Nào, hãy nâng ly chúc mừng nào. Đầy tháng của công chúa mà sao đức vua không mời ta? Gunther, bà tới đây có việc gì?
Ta đến để xem công chúa có tóc màu gì. Bảo vệ hoàng hậu và công chúa. Là màu vàng đúng không? Đã đến lúc ngươi giữ đúng lời hứa, giao lại con gái ngươi cho ta rồi. Hỡi phù thủy Roger, ta biết nhờ bà mà vợ con của ta được cứu sống. Nhưng đây là con gái duy nhất của ta, là công chúa của vương quốc này, không thể giao cho bà. Mong bà hãy chọn một báu vật khác thay thế. Còn nếu ta không đồng ý, ta quyết bảo vệ con gái của ta bằng mọi giá. Người dám thất hứa. Được, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của thế lực khắc ác. Bắt lấy đứa bé cho ta. Bảo vệ hoàng hậu và công chúa. Mau đuổi theo cho ta. Bởi vì đang bóng đêm và các thế lực hắc ám, mau đến trợ giúp cho ta. Lính đâu, mau bắn tên diệt trừ phù thủy Gorder. Thì ra chúng đã có phòng bị. Ta đã quá khinh thường loài người rồi. Ta biết đây không phải là địa bàn của ta, không thể phát huy tối đa phép thuật phù thủy của mình, phải tìm cách khác thôi. Chúc mừng đức vua, nhờ ngài có dự liệu như thần mới có thể đánh đuổi được phù thủy Gother, bảo vệ công chúa. Nhưng ta chỉ e một phù thủy Gother sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Một phù thủy Gother đã trúng một mũi tên, tạm thời chắc không dám làm gì đâu. Mong đức vua đừng quá lo lắng. Nhưng ta cũng không được chủ quan. Truyền lệnh của ta, các binh lính tiếp tục canh gác ngày đêm quanh cung điện cho ta. Tuân lệnh, thưa đức vua. Phù thủy mà lại bại trận trước con người, các người nghĩ các người đã thắng mà. Quy lại tấn công cung điện cho ta. Quay lại rồi, mau bắn tên. Lạ thật, sao chỉ có lũ dơ, một phù thủy ngơ tơ đâu. Các người nghĩ dễ dàng hạ gục được Gother này à? Để xem bảo bối của ta quyền năng thế nào nào. Hỡi tóc vàng của ta, mái tóc nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người ta. La 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 la. Hai đứa im lặng nào. Hoàng hậu, hoàng hậu, nàng không sao chứ? Mau thả con gái ta ra, đừng làm hại đến con ta. Từ nay đây sẽ là con gái của ta. Thì ra qua thời dương đông kích tây, sai lũ dời phá đám bên ngoài để thừa cơ hội lén vào phòng bắt lấy công chúa. Mà ta xảo quyệt. Hãy huy động toàn bộ binh lính trong vương quốc, mau chóng tiến qua khu rừng để tìm lại công chúa. Thần vâng lệnh. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chưa lành mọi vết thương, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La 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 la. Chỉ cần ngày ngày vuốt ve mái tóc của đứa trẻ này, ta sẽ mãi mãi xinh đẹp. Bây giờ thì ta cần một nơi ở mới cho Rapunzel, nơi con bé sẽ mãi mãi không thể rời khỏi ta.
Ta sẽ cho lũ người này biết thế nào là sức mạnh của phù thủy Godota. Godota, mau trả con gái cho ta. Đừng hòng, ngươi là kẻ thất tính. Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ngươi đâu. Chỉ cần bà chịu trả công chúa, chúng tôi sẽ lập tức rút quân. Ta sợ quá. Hỡi quyền năng bóng đêm và các thế lực hắc ám, mau đến trợ giúp cho ta. Đi lên, giải cứu công chúa. Đây là địa bàn của ta. Các ngươi nghĩ có thể thắng ta? Khu rừng đã bị phù thủy Gò Thơ phù phép. Nghe là chúng ta không phải đối thủ của bà ta, thưa đức vua. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả binh lính của ta sẽ bỏ mạng ở khu rừng này mất. Xin ngài hãy ra lệnh rút quân, từ từ kiếm cách khác, thưa đức vua. Ravenger, con hãy đợi ta, cha nhất định sẽ còn quay lại. Rút quân! Công tử William, hãy tiếp tục cử người thăm dò khu rừng, đồng thời ra thông báo chiêu mộ anh hùng khắp nơi. Hãy ai có thể cứu được công chúa, ta nhất định sẽ trọng thưởng xứng đáng. Thần tuân mệnh. Ngoan nào Rapunzel tóc vàng của ta. Từ nay, ta sẽ là mẹ của con nhé, con yêu. Ryder, mau dỗ con bé cho ta. Điếc tai quá. Chắc là con bé đói bụng rồi. Ngươi đi kiếm gì cho nó ăn đi. Quả cầu ma thuật. Hãy cho ta biết nên cho Rapunzel ăn gì. Mau đi tìm sữa về cho Rapunzel. Nhanh lên. Tội nghiệp của ta, không biết giờ này con ở đâu, có được ăn no ngủ ngon hay không. Ravenzo nhỏ bé của mẹ, Rapunzel, tí nữa ta mất bảo bối nhỏ của ta rồi. Đừng khóc, mẹ thương. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ, chưa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người Rapunzel nhỏ bé. La 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 la. Lạ thật. Mái tóc vàng kỳ diệu của Rapunzel có thể chữa lành mọi vết thương mà lại không thể chữa lành cho chính nó. Ta phải bảo vệ con bé kỹ hơn mới được. Ryder, từ nay ngươi phải bảo vệ Rapunzel nghe chưa? Đừng bao giờ để con bé bị thương. Ước gì ta được một lần ra ngoài để khám phá thế giới, tận tay chạm vào những ngọn cây xanh ngát. Rapunzel ơi, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. À, mẹ về rồi. Hôm nay mẹ mệt không?
con đã chuẩn bị đồ ăn tối cho mẹ rồi. Con còn nướng bánh mì nữa. Ôi, Rapunzel, mẹ chẳng cần ăn uống. Con chỉ cần hát là mẹ sẽ đỡ mệt thôi. Nhưng đồ ăn... Mẹ đã bảo là mẹ chưa muốn ăn. Mẹ chỉ muốn nghe con hát, Rapunzel. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Cảm ơn con yêu. Mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Vậy mẹ cùng ăn tối với con nhé. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói. Con muốn mẹ hái hoa về cho con đúng không? Được rồi, ngày mai mẹ sẽ tìm hoa về cho con. Dạ không, con muốn xin với mẹ, ngày mai có thể cho con ra ngoài cùng mẹ được không? Mẹ đã nói rồi, bên ngoài rất là nguy hiểm. Con chỉ an toàn khi ở trong lâu đài này, Rapunzel à. Mẹ ơi, con đã 18 tuổi rồi, con có thể tự lo cho mình được rồi mẹ à. Mẹ nhìn xem, con đã quét sạch sẽ lâu đài, nấu bữa ăn thịnh soạn, nướng cả bánh mì. Con... Mẹ đã nói là không được. Ôi Rapunzel, mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi. Thế giới bên ngoài toàn người ác độc xấu xa. Con chỉ an toàn khi ở trong lâu đài này thôi con yêu. Tốt nhất con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với mẹ nữa. Được không Rapunzel? Dạ, thưa mẹ. Sức khỏe của nàng không được tốt. Hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Đã 18 năm trôi qua, không biết Rapunzel của chúng ta bây giờ ra sao. Mẹ đi đây, con ở nhà ngoan ngoãn nhé. Chiều mẹ sẽ mang thêm đồ ăn và trái cây về cho con. Nếu mẹ cần con giúp thì con có thể ra ngoài phụ giúp cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, con chỉ... ý của con là... Ôi Rapunzel, con chỉ cần ở nhà chăm sóc mái tóc thật bóng mượt là được. Mọi việc còn lại cứ để mẹ lo. Thôi, mẹ đi đây. Mẹ đi cẩn thận nhé. Tạm biệt mẹ. Không biết khi nào mình mới có thể được ra ngoài như mẹ. Mẹ Gerda xinh đẹp ơi, ngày mai mẹ cho con ra ngoài với mẹ nhé. Mẹ yêu dấu của con, mẹ chỉ cho con ra ngoài một chút thôi cũng được. Con hứa sẽ đi sát bên mẹ. Không không, mình phải tỏ vẻ tội nghiệp mới được. Con xin mẹ đó, mẹ cho con ra ngoài với mẹ đi. Rider, đừng phá nữa. Làm mắt mẹ Golder bây giờ. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Dạ, con tới ngay. Hôm nay quá là một ngày mệt mỏi. Con yêu, hãy hát cho mẹ nghe nào. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Ôi, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này, mẹ lại thấy yêu đời trở lại. Rapunzel, con nhìn xem, có phải là có một người phụ nữ rất xinh đẹp trong gương không? Đó chính là mẹ của con đó. Dạ đúng ạ, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Vậy ngày mai... Rapunzel, mẹ không muốn nói hoài một chuyện.
Nhưng mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con ra khỏi lâu đài này đâu. Ý của con là ngày mai mẹ có thể mang về cho con ít cành hoa hồng được không? Ôi, Rapunzel của mẹ, tất nhiên là được rồi. Mẹ sẽ qua khu rừng bên cạnh đi lựa cho con những đóa hồng đẹp nhất, con gái yêu của mẹ. Cảm ơn mẹ. Ông nhỏ, ta không làm hại em đâu. Bây giờ không có ai, em ra đây, đừng sợ. Em bị thương rồi này, để ta chữa trị cho em nhé. Hai tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau cho ông nhỏ của ta. La 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 la, la 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 la. Em khỏe là ta mừng rồi. Mà em có nhớ tên không nhỉ, chú ông nhỏ? Em tên là Ella. Cái tên dễ thương lắm, Ella. Maxi, nhanh lên nữa nào. Hoàng tử, xin hãy chậm lại, trời đã gần tối rồi. Hoàng tử, phía trước là khu rừng rất sâu và nguy hiểm. Ngài hãy quay về. Kìa, hoàng tử. Đúng là con thỏ khôn ranh. Maxi, tiếp tục chứ. Cuối cùng cũng tóm được ngươi. Mình đang ở đâu thế này? Người đâu? Maxi! Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đang ở trong khu rừng bị phù phép trong lời đồn sao? Nếu cứ thế này, dù mình có võ công tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị đuối sức mất. Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Không được rồi, phải liều một phen thôi. Cuối cùng cũng thoát. Nhưng nơi đây là... Giữa rừng sâu hun khúc là có một lâu đài nguy nga thế này. Trời cũng đã tối rồi, hay là mình thử xin trú ẩn một đêm ở đây, rồi sáng mai tính tiếp vậy. Sao lâu đài này không có cửa ra vào vậy ta? Đó không phải là một vụ thiển con thôi độc ác hay sao? Mình cứ lên đường trước. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Mẹ ta không làm hại em đâu, Ella. Hoa hồng nhung mà con thích nè, Rapunzel. Ta phải đi qua nhiều khu rừng mới hái về cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Nhưng sao khu rừng gần lâu đài lại không có hoa vậy mẹ? Ôi con yêu, con không thấy hoa có đẹp cách mấy thì nở rồi cũng tàn, chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi. Thế nên trong khu rừng của mẹ chỉ có toàn cây xanh, cây gai mạnh mẽ như mẹ vậy đó. Con lại quên điều gì rồi, Rapunzel? Hai tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Ôi, giọng hát thật là hay. Ước gì ta được gặp người con gái này một lần trong đời của mình. À, ta đã có cách rồi. Tạm biệt Rapunzel, mẹ đi đây. Mình phải thử xem mới được.
Em cũng thích hoa hồng đúng không Ella? Nhìn em kìa, hôm nay có vẻ khỏe mạnh, lanh lợi hơn nhiều rồi đó. Rapunzel ơi Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ đi nào. Chắc là mẹ lại quên gì đây. Em sao vậy Ella? Mẹ ta không xấu như em nghĩ đâu. Ngươi là ai? Xin nàng đừng sợ, ta không có ý hại nàng đâu. Wow, tóc nàng thật là đẹp. Này, ngươi dám làm Ella bị thương, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng định dùng bánh mì làm vũ khí à? Nói mau, ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Ta là... Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Ta là Flynn, hoàng tử nước láng giềng. Hoàng tử ư? Đúng vậy, ta đi săn nhưng bị lạc vào đây. Bởi vì tình cờ nghe được giọng hát của nàng nên mới muốn gặp gỡ làm quen. Ta không hề có ý muốn hại nàng, xin nàng hãy tin ta. Vậy vì sao ngươi lại giả giọng mẹ ta? Đó chính là cách duy nhất để có thể được gặp nàng. Bởi vì lâu đài này không hề có cửa ra vào. Nhưng mà khoan, nàng nói người đó là mẹ nàng sao? Đúng vậy. Kỳ lạ thật, ta thấy người đó giống phù thủy cô thơ, không thể nào là mẹ của nàng được đâu. Người dám nói xấu mẹ ta. Ella, em cũng nghĩ mẹ ta là phù thủy. Nàng hãy cởi trói cho ta, ta sẽ không làm hại nàng đâu. Ta xin hứa, rất có thể nàng chính là công chúa Rapunzel đã bị cô thơ bắt đi cách đây 18 năm. Cha của nàng đã cho người loan tin khắp mọi nơi, nên ta đã tình cờ nghe được. Cha ta ư? Người biết cha ta? Đúng vậy, cha của nàng rất có thể là đức vua, còn mẹ nàng là hoàng hậu của vương quốc bên ngoài khu rừng này. Nhưng 18 năm qua, mẹ Golda đối xử rất tốt với ta. Ta không tin, ngươi bịa đặt đúng không? Đối xử tốt à? Nếu vậy tại sao bà ta lại nhốt nàng ở trong tòa lâu đài không hề có lối ra này? Vì mẹ sợ ta gặp nguy hiểm. Là bởi vì nếu như nàng ra ngoài, nàng sẽ biết được sự thật rằng bà ta không phải là mẹ của nàng. Không, ta không tin lời ngươi nói. Nàng nhìn xem, bên ngoài có bao nhiêu cảnh đẹp và những điều lý thú. Và có người mẹ nào lại nhốt con mình ở mãi một nơi trong rừng sâu thế này? Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Ngươi đi đi. Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu như nàng muốn... Đừng nói nữa. Mái tóc của nàng thật là thần kỳ, Rapunzel. Xin lỗi, ta không có ý đẩy ngươi xuống. Nhưng ngươi đừng nói xấu mẹ ta. Ta biết là nhất thời nàng không thể nào tin ta được, nhưng mà ta có cách này. Vào đêm trăng sáng, nàng lấy gương phản chiếu ánh trăng và soi vào gương mặt bà ta. Nàng sẽ thấy được dung nhan thật của phù thủy ra sao. Maxi, nàng không sao đâu Maxi. Chắc ngươi lo lắng lắm. Ta về hoàng cung thôi Maxi. Ta ngửi thấy mùi gì là lạ. Chắc là mùi súp bí đỏ đó mẹ. Mẹ ngồi ăn tối với con luôn nhé. Không đúng lắm, nhưng súp bí đỏ nhìn ngon đó con yêu à. Mẹ này, hôm nay là đêm trăng rằm, mẹ ngắm trăng với con được không? Ta không thích ngắm trăng đâu. Ta còn phải đi ngủ sớm đây, mai còn làm việc. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, la 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 la. Ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng định dùng bánh mì làm vũ khí à? Rapunzel, hy vọng ta sẽ sớm được gặp lại nàng. Ella, ta biết ta nên làm gì mà. Thank you.
mặt kia. Đó, đó không phải là mẹ ta. Không phải. Rapunzel, con không khỏe ở đâu à? Dạ không, con không sao. Mẹ đi đường cẩn thận nhé. Ella, bây giờ ta phải làm sao đây? Rapunzel ơi, Rapunzel, là ta Flynn đây. Ta có chuyện này muốn gặp nàng. Rapunzel, ta rất lo lắng cho nàng. Hôm qua là ngày trăng tròn, nàng có làm theo cách mà ta nói chưa? Ừ. Hôm nay ta đến đây là còn có một chuyện rất quan trọng. Ta được biết nàng chính là công chúa Rapunzel, đã bị phù thủy cô thơ bắt đi cách đây 18 năm. Có phải trên bả vai phải của nàng có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh hay không? Sao, sao chàng lại biết? Ta chưa từng nói với ai vì ta có vết bớt sau bả vai mà. Là chính cha mẹ của nàng đã nói ta nghe. Chuyện là như vậy. Để tìm hiểu về thân phận của nàng, ta đã tới vương quốc của nàng, xin gặp đức vua và hoàng hậu. Chính hoàng hậu đã kể rằng có một ngôi sao nhiệm màu đã cứu sống hai mẹ con nàng. Và từ khi sinh ra, trên bả vai phải của nàng đã có một vết bớt hình ngôi sao năm cánh. Thì ra ta là nàng công chúa bị bắt đi cách đây 18 năm. Rapunzel, ta tình nguyện sẽ dẫn nàng trở về quê hương của nàng, đoàn tụ cùng với cha mẹ. Hai người đang rất mong được ngày gặp lại nàng. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, binh lính của đức vua sẽ đợi sẵn để yểm trợ chúng ta. Cảm ơn Flynn, ta sẽ nhớ mãi ơn cứu giúp của chàng. Chúng ta mau đi thôi, nếu như để bà ta phát hiện ra, chúng ta sẽ khó thoát thân. Ừ, chàng hãy bám chặt vào tóc của ta. Đây là lần đầu tiên ta chạm vào những ngọn cỏ xanh thế này. Điều mà trước kia ta chưa bao giờ làm được. Rồi nàng sẽ còn được chạm tay vào vô số những thứ đẹp đẽ ngoài kia nữa. Rapunzel à, nàng không còn bị giam lỏng trong tòa lâu đài này nữa đâu. Chúng ta phải đi nhanh thôi, Rapunzel. Maxi, đây là công chúa Rapunzel, người không được vô lễ. Chào Maxi, ta là Rapunzel, rất vui được biết ngươi. Rapunzel ơi, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Rapunzel ơi, Rapunzel, mau thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào, đừng để mẹ đợi lâu. Mau gọi con bé cho ta. Cái gì? Rapunzel không có trong lâu đài. Không thể nào. Rapunzel, con đâu rồi Rapunzel? Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Này bình tĩnh, chúng ta sắp tới bìa rừng rồi. Maxi, chạy nhanh lên. Rapunzel, con không ra khỏi khu rừng được đâu. Rapunzel, dừng lại ngay. Đúng rồi, lũ thần sắp đuổi kịp. Đây là lối ra duy nhất của khu rừng này. Flynn, chàng hãy trốn đi chỗ khác. Dù gì bà ta cũng không làm hại ta đâu. Không được, ta sẽ không rời khỏi nàng đâu. Rapunzel, về với mẹ nào con yêu. Mẹ? Không, bà là phù thủy, không phải mẹ tôi. Hãy để tôi được trở về với cha mẹ ruột của mình. Ôi, con gái tội nghiệp của ta. Cha mẹ ruột của con không cần con nữa. Chính ta là người đã nuôi nấng con suốt 18 năm qua. Ta là phù thủy thì sao? Có bao giờ ta làm con đau không? Rapunzel, Rapunzel, đừng nghe lời bà ta nói. Bà ta không phải mẹ của nàng đâu. Vậy nếu cha mẹ con cần con, vì sao 18 năm qua họ không đi tìm con hả Rapunzel? Về với mẹ, Rapunzel bé nhỏ, mẹ sẽ tha lỗi cho con. Trên người con có một vết bớt, mẹ có biết nó hình gì và ở đâu không? Còn con vết bớt gì à?
Ôi, mà ai quan tâm mấy cái vết bớt vô nghĩa làm gì? Là vết bớt hình ngôi sao bên vai phải. Bà chưa từng yêu thương tôi thật lòng nên sẽ chẳng để tâm. Bà chỉ đang lợi dụng tôi thôi. Đến lúc tôi trở về với gia đình thật sự của mình rồi, xin hãy để chúng tôi đi. Ra Minh Xô, cẩn thận. Bác sĩ, tất cả trong cậy vào ngươi. Bác sĩ, chạy đi. Ngươi làm được mà, bác sĩ. Chúng có thể đi đâu được nhỉ? Ryder, mau đi tìm chúng cho ta. Mọi người bình tĩnh, bám chắc vào. Chị Rapunzel, anh Flynn, hai người không sao chứ? Em là ông nhỏ Ella đây. Em biết nói à, Ella? Vâng, chúng em là bộ tộc tiên ông, có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của loài người như chị. Mọi người đừng sợ. Ở hang động dưới lòng đất này, Gerder tạm thời không thể tìm ra tung tích của mọi người đâu. Cảm tạ nữ hoàng đã cứu giúp bạn bè của thần. Còn đây là nữ hoàng Serena của bộ tộc tiên ông chúng em ạ. Thì ra chính nữ hoàng đã cứu chúng tôi ạ. Xin cảm ơn nữ hoàng rất nhiều. Hãy cứ gọi ta là Serena. Nhờ có ông nhỏ Ella báo tin, ta mới kịp thời đến trợ giúp cho mọi người. Đây là... Đây là nơi tộc tiên ông trú ẩn để tránh tai mắt của phù thủy Gorder. Chỉ khi ở trong lòng đất, chúng ta mới tạm an toàn. Người không tìm thấy chúng à? Chúng có thể ở đâu được chứ? Hỡi quả cầu ma thuật, hãy cho ta biết Rapunzel đang ở đâu. Đến quả cầu ma thuật cũng không biết chúng ở đâu. Chẳng lẽ chúng ở trong lòng đất? Người hãy đi tìm thật kỹ quanh các hang động cho ta. Nhất định chúng chưa đi xa đâu. Nhưng vì sao bộ tộc tiên ông lại trốn ở đây, thưa nữ hoàng Serena? Chỉ trách ta là nữ hoàng mà không đủ tài sức để bảo vệ thần dân của mình. Trước đây khu rừng này là vương quốc của bộ tộc tiên ông chúng tôi. Chúng tôi sống yêu thương, chan hòa và không bao giờ biết đến chiến tranh. Bỗng một ngày nọ, phù thủy Gorder xuất hiện và muốn độc chiếm lấy khu rừng. Bà ta sai khiến lũ dơi tàn phá những vườn hoa của chúng tôi. Chuyện gì thế? Rừng hoa của chúng ta, nữ hoàng Serena mong người đòi lại công bằng cho bộ tộc chúng ta. Phải đó, chúng ta không thể để Gorder ngang nhiên tàn phá nơi ở của chúng ta. Gorder, chúng tôi không gây thù chuốc oán với bà. Vì sao bà lại phá nơi ở của chúng tôi? Vì ta muốn khu rừng này thuộc về riêng ta, được không? Bà thật ngang ngược và ích kỷ. Ta sẽ cho bà biết, loài tiên ông của chúng ta không dễ bị ức hiếp vậy đâu. Tất cả tiên ông nghe lệnh ta. Tấn công! Không xong rồi, mình phải nhờ trợ giúp của rồng lửa thôi. Chúng lại giở trò gì nữa đây? Hỡi rồng lửa vĩ đại, xin hãy xuất hiện. Phù thủy Gorder, mau dừng lại. Nếu không, lửa rồng của ta sẽ thiêu bà thành tro bụi. Còn chưa biết ai hơn ai đâu, con rồng ngông cuồng tự đại. Rồng lửa, chỉ cần ngươi chịu khuất phục ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Loài rồng của ta hàng ngàn năm nay chỉ bảo vệ chính nghĩa, không bao giờ khuất phục trước phù thủy xấu xa như bà. Được, là ngươi tự chọn cái chết đó nha. Toàn bộ thần dân tiên ông bao trợ giúp cho rồng lửa. Không ngờ con rồng lửa này lại lợi hại như vậy. Ngay cả sợi dây ma thuật của ta
cũng không trói được nó. Cách khác thôi. Hay mặt bộ tộc tiên ông, cảm ơn rồng lửa đã trợ giúp đánh đuổi phù thủy Golder. Đó là trách nhiệm của ta. Nữ hoàng Serena không cần khách sáo, nhưng xưa nay các phù thủy nổi tiếng độc ác không dễ dàng bỏ cuộc nếu họ chưa đạt được mục đích. Chúng ta cần phải gia tăng cảnh giác. Thì ra khu rừng này vốn thuộc về bộ tộc tiên ông, được rồng lửa kiên cường bảo vệ. Nhưng vì sao đã đánh thắng Golder mà mọi người vẫn phải lẩn tránh trong hang động này? Vì sau đó Golder đã đầu độc vườn qua, hãm hại rồng lửa, đuổi cùng giết tận bộ tộc tiên ông. Chuyện là thế nào, thưa nữ hoàng Serena? Phù thủy Golder ác độc đã chế ra một loại thuốc cực độc, lén lút tưới vào những bông hoa ở khu rừng. Chuyện gì thế này? Các thần dân của ta sao thế này? Nguy rồi, các bông hoa đã bị tẩm thuốc. Mọi người hãy ngưng hút mật và tránh xa những bông hoa. Đau quá, đau quá. Nữ hoàng Serena, các tiên ông làm sao thế này? Còn vượt qua nữa. Có người đã hạ độc những bông hoa vào tối qua. Các tiên ông vô tình hút mật sáng nay liền bị đau quằn quại thế này. Rồng lửa, ông xem có cách gì cứu họ không? Chất độc này thật lạ, ta cũng chưa bao giờ gặp phải. Muốn giải độc, giờ chỉ có cách là nhanh chóng tìm ra người đã hạ độc. May ra mới cứu được các tiên ông. Là cô đơn. Hình như có người nhắc đến tên ta. Cô đơn, bà mau giải độc cho các tiên ông. Nếu không, ta sẽ không tha cho bà đâu. Nếu không có thuốc giải của ta, tất cả các tiên ông đã trúng độc sẽ bị chết. Mau thả ta ra. Trồng lửa, xin ông bớt nóng giận, đừng làm hại Golder. Tính mạng của các tiên ông đều phụ thuộc vào bà ta. Thuốc giải đâu? Lấy ra mau, rồi ta sẽ thả người ra. Được, người thả ta ra trước, ta sẽ giải độc cho các tiên ông. Mắt của người đã trúng chất kịch độc do ta điều chế, nên từ nay sẽ không thể thấy ánh sáng nữa. Xem ngươi làm sao bảo vệ lũ tiên ông yếu ớt này. Trong lửa, ngươi đừng, bà thật xảo trá, mau đưa thuốc giải đi. Để các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có thuốc giải đâu. Mọi người tấn công, bắt sống lấy Golder. Nữ hoàng Serena, cô không phải đối thủ của Golder. Mau dẫn các thần dân còn lại trốn đi, nhanh lên kẻo không kịp. Ta sẽ cầm chân của ta. Rồng lửa, vậy xin ông hãy bảo trọng. Ta có lỗi với mọi người. Đi thôi. Muốn bỏ trốn à? Không dễ vậy đâu. Đã xử lý xong tên rồng nữa, bây giờ đến lượt ngươi ra tay cho ai được. Không được để bất kỳ tiên ông nào sống sót. Từ đó bộ tộc tiên ông chỉ biết lẩn trốn trong các hang động nằm sâu ở dưới lòng đất để lánh nạn. Golder muốn triệt đường sống của chúng tôi nên đã phá hoại mọi loài hoa ở trong khu rừng. Thì ra đó là lý do mà khu rừng này không có bất kỳ loại hoa nào. Không ngờ Golder lại ác độc đến vậy. Vậy thời gian qua bộ tộc tiên ông trồng hoa dưới hang động bằng cách nào? May mắn ta vẫn còn giữ vài hạt giống nên cố gắng trồng hoa trong hang động. Tuy nhiên dưới lòng đất không ánh sáng, loài ông tiên phải lén lút hứng nắng vào những chiếc túi nhỏ rồi bay về hang chiếu sáng cho hoa. Nhưng hễ bay lên mặt đất, chúng tôi lại bị tụi dơi độc ác làm hại. Không ngờ nữ hoàng Serena và các tiên ông phải chịu nhiều ấm ức đến vậy. Hôm đó em đang đi hứng nắng cũng bị bọn dơi truy đuổi. May có chị Rapunzel cứu mạng.
Hèn chi cứ mỗi lần cô tơ và Rider trở về, em lại sợ hãi như vậy. Nhưng em biết nói mà, vì sao em không kể cho ta nghe? Vì nếu em nói chuyện, Rider sẽ biết em đang trú ở lâu đài. Với lại em cũng không muốn làm chị kinh sợ, nên mới im lặng, đợi thời điểm thích hợp thì dẫn chị về hang động của tụi em. Quy rồi, lũ dơi cứ bay quanh cửa hang động, chúng thần không thể ra ngoài hứng nắng được, thưa nữ hoàng Serena. Nếu không có nắng, những bông hoa cuối cùng trong hang động sẽ chết mất, loài tiên ông sớm muộn gì cũng sẽ không còn. Mái tóc vàng nhìn màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, mang đến ánh sáng của mặt trời rực rỡ, chiếu sáng những bông hoa trong hang động này. La 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 la. Wow, nữ hoàng Serena, người nhìn kìa, các bông hoa đã tươi đẹp trở lại rồi. Thích quá, thích quá. Thật thần kỳ, Robinson, mái tóc của nàng đã cứu sống những bông hoa, cứu sống bộ tộc tiên ông chúng tôi. Xin đa tạ nàng. Đây cũng là gì tôi nên làm. Nữ hoàng Serena và mọi người không cần khách sáo. Flynn, chàng không sao chứ? Hình như cậu ấy bị thương rồi. Mái tóc vàng nhìn màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người của Flynn. La 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 la. Ôi thật là kỳ diệu. Thì ra đây chính là lý do mà cô thơ giam giữ nàng trong suốt 18 năm qua. Robinzo, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng thoát khỏi cô thơ để trở về bên cha mẹ của nàng. Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, phép thuật của cô thơ sẽ bị hạn chế. Vậy chúng ta hãy đợi trời tối rồi nhanh chóng đi thôi. Robinzo, xin hãy giúp đỡ bộ tộc tiên ông chúng tôi. Xin hãy giúp đỡ bộ tộc tiên ông chúng tôi. Kìa nữ hoàng Serena, có chuyện gì xin người cứ nói. Godder đã xâm chiếm khu rừng của bộ tộc tiên ông chúng tôi trong nhiều năm. Mong Rapunzel và Flynn hãy giúp chúng tôi đánh đuổi Godder, trả lại cuộc sống bình yên cho vương quốc tiên ông chúng tôi. Godder đang truy lùng hai người, chắc chắn bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để bắt lại Rapunzel. Chúng ta phải hợp sức lại, may ra mới đánh thắng được Godder. Nữ hoàng Serena nói phải. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Godder quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ của bà ta. Muốn đánh thắng Godder, trước tiên ta phải cần giải cứu trồng lửa, thần bảo vệ của khu rừng năm xưa. Làm cách nào để giải cứu trồng lửa, thưa nữ hoàng Serena? Ta cũng không rõ, chỉ biết rằng trồng lửa đang bị giam giữ ở đỉnh núi Phù Thủy, cao chạm mây xanh. Đường tới rất hiểm trở, đôi cánh mỏng của loài tiên ông chúng tôi không thể nào bay tới được. Nữ hoàng Serena, người yên tâm, tôi và Flynn sẽ cố hết sức giải cứu trồng lửa, cùng hợp lực chống lại cô đơn. Cảm ơn Rapunzel và Flynn. Cả bộ tộc tiên ông chúng tôi sẽ biết ơn và sẵn sàng tương trợ cho hai người. Cây cầu đẹp quá mỏng manh. Maxi, Huy hãy ở đây đợi chúng ta. Robinzo, hãy để ta qua trước xem sao. Flynn, chàng hãy cẩn thận. Robinzo, cố lên. Robinzo, này đi chậm thôi. Nhớ, không được nhìn xuống đâu đó. Chị Robinzo ơi, chị đừng sợ, chị nhất định sẽ làm được mà. Đã làm được rồi. Trong lửa chắc ở bên trong hang động này. Chúng ta mau vào thôi. Bác sĩ, chạy mau. Được rồi Maxi, chút nữa thôi là em làm bữa ăn của cá sấu rồi đó. Nhưng cây cầu đã bị dở, chúng ta trở về bằng cách nào đây? Thôi, chúng ta cứ vào giải cứu đồng lửa trước đã, từ từ tính tiếp. Cuối cùng cũng tìm ra các người. Cái gì? Chúng nó đang ở núi Phù Thủy à?
Nếu để chúng cứu được rồng lửa thì lại càng khó đối phó đây. Không được, mình phải nhanh tới đó. Mau tới nước phù thủy cho ta. Đấy rồi. Chào ngài rồng lửa vĩ đại. Chúng tôi là... Các người là tay sai của phù thủy Goder xấu xa đúng không? Không phải, rồng lửa. Ông hãy nghe chúng tôi giải thích. Chúng tôi đến đây là để cứu ông. Đồ xảo trá. Ta không bị ngươi gạt nữa đâu. Thưa rồng lửa, tôi là Ella, thần dân của bộ tộc Tiên Ông. Còn đây là hoàng tử Flynn và công chúa Rapunzel. Nữ hoàng Serena nhờ chúng tôi đến để cứu ông. Nữ hoàng Serena? Nữ hoàng Serena đã kể cho chúng tôi nghe tất cả mọi chuyện. Xin ông hãy tin chúng tôi. Hãy để tôi chữa lành đôi mắt cho ông trước đã. Nhưng đôi mắt ta đã bị Goder hạ độc nhiều năm, vô phương cứu chữa rồi. Mai tao phang nhìn mâu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau của đồng lứa vĩ đại. La 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 la, la 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 la. Mắt của ta, cuối cùng ta cũng thấy lại ánh sáng rồi. Thật thần kỳ. Cảm ơn Rapunzel và tất cả các ngươi. Nữ hoàng Serena và bộ tộc Tiên Ông thế nào rồi? Chúng tôi phải sống vui sống nhũi trong lòng đất để không bị Goder giết hại. Ngài rồng lửa, xin hãy quay lại cứu lấy bộ tộc Tiên Ông, bảo vệ khu rừng. Nhưng ta không thể nào phá được sợi xích này. Đây là sợi xích được rèn cả trăm năm, lửa đốt không cháy, đá đập không vỡ. Mọi người nhìn xem, ở đây có một ổ khóa. Chúng ta cần phải tìm ra chìa khóa. Chìa khóa duy nhất do quỷ một sừng thuộc hạ của Goder nắm giữ. Thôi sống, hắn ta sắp tới rồi. Mọi người mau trốn sau lưng ta, đừng phát ra tiếng động. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người cứ giữ im lặng. Tên quỷ một sừng này sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi. Đồng lửa, không ngờ mỗi ngày ông lại bị hành hạ năng đớn như vậy. Trời ơi, ngươi hại bọn ta rồi Maxi ơi. Ngươi làm gì vậy? Mau trốn sau lưng ta. Không được, tôi không thể hèn nhát để ông bị thương như chúng tôi được. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn đi. Tim, cẩn thận. Maxi, thả ta ra, tên quỷ xấu xa. Thả ra bên xô ra mau, tên quỷ một sừng kia. Chìa khóa, Flynn, ta tìm thấy chìa khóa rồi. Flynn, mau đón lấy chìa khóa. Ella, giúp đây. Ella, nhanh lên em. Muốn chạy à? Không dễ thế đâu. Không, không, không. Quý một sừng hung dũng của ta, người anh em tốt của ta. Người yên tâm, ta sẽ không để ngươi ra đi oan uổng. Rồng lửa, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá. Hỡi thế lực bóng đêm và ác ám, mau hợp sức chặn chúng lại cho ta. Tốt quá rồi, tên quỷ gì đã chết. Chúng ta thành công rồi, Rapunzel, hoan hô! Cảm ơn rồng lửa, lúc nãy mày có ông kịp thời cứu giúp. Là ta phải cảm ơn các người mới phải.
Chính lòng dũng cảm, gan dạ và thông minh của mọi người đã giúp ta thoát khỏi cảnh xiềng xích bao nhiêu năm nay. Ta sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Có rồng lửa vĩ đại trợ giúp, bộ tộc Thiên Ngâm của chúng tôi sẽ được cứu rồi. Quang hô! Ta phải nhanh chóng tìm cò đưa trả thù xưa, cứu nữ hoàng Serena và bộ tộc Tiên Ông mới được. Rồng lửa, xin ông đừng nóng vội. Cô thơ rất gian xảo, để đánh bại bà ấy, chúng ta cần phải suy tính thật cẩn thận. Flynn nói phải. Bao nhiêu năm nay, Goder đã lợi dụng quyền năng từ mái tóc của tôi, nên sức mạnh và phép thuật chắc hẳn cũng tăng lên đáng kể. Các người nói cũng phải. Nhớ lại năm xưa ta bại dưới tay của Goder, cũng vì chủ quan nên mắc mưu của bà ta. Bao nhiêu năm nay bị giam cầm ở đây, ta vẫn chưa lấy lại được năng lượng rồng như khi xưa. Vậy thì ông nên tìm chỗ nghỉ ngơi để hồi phục công lực. Rồng lửa, chúng tôi đã hoàn thành việc giải cứu ông. Giờ tôi phải trở về Dương Quốc để tìm lại cha mẹ ruột của mình đây. Không ổn rồi, chắc là Goder đã phát hiện ta đang ở đây. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ngay cầu đã dở rồi, làm sao trở về được đây? Mau leo lên lưng ta sẽ chở các người bay ra khỏi nơi này. Tốt quá rồi, cảm ơn đồng lửa. Goder, bà ta đã đuổi tới đây rồi. Đồng lửa, ông hãy cố gắng bay ra khỏi khu rừng này. Có như vậy mới hạn chế phép thuật của cô thơ được. Chúng kia rồi. Không thể để chúng ra khỏi khu rừng được. Nếu để rồng lửa có thời gian hồi phục công lực, hè sẽ khó đối phó đây. Tấn công! Rồng lửa, ông không sao chứ? Cố lên, chúng ta gần ra khỏi khu rừng rồi. Bám chặt nhau. Hãy che chở và bảo vệ cho ta. Hả? Đó là... Đó là vải cầu ma chứa rất nhiều phép thuật. Lúc nào Goder cũng mang nó bên mình. Không ngờ nhiều năm không gặp, phép của Goder ngày càng lợi hại. Rồng lửa, bao nhiêu năm qua ngươi chỉ có chừng ấy chiêu thôi à? Không được rồi. Nếu tiếp tục giao đấu thế này, công lực của ta sẽ bị tiêu hao hết mất. Ta phải liều một phen. Mọi người mau bám chắc. Chúng lại giở trò gì nữa đây? Tên rồng lửa đáng chết kìa. Hay quá, đáng đời phù thủy độc ác. Rồng lửa thật tuyệt vời. Quang lâu. Rồng lửa, ông thật tài trí. Không ngờ lại nghĩ ra được cách dùng mây trắng để đối phó với cô đơn. Dùng mây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tôi phải nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu rừng, thế mới tạm an toàn. Chỉ cần qua khỏi hàng rào kia là chúng ta thoát khỏi khu rừng này rồi. Rồng lửa, ông hãy cẩn thận, các cây gai đã bị Goder phù phép rồi, rất là nguy hiểm. Để xem các người làm sao rời khỏi khu rừng của ta. Rồng lửa, hỗ trợ ông. Ôi Ma Si, cảm ơn ngươi. Là tín hiệu của Flynn. Quân đâu? Chuẩn bị sẵn sàng. Rồng lửa, ông phải bay về phía đội quân. Đó chính là quân đội của nhà vua, cha của Đăng Vinh Xu. Kỳ lạ. Là một con rồng rất to lớn, thưa đức vua. Ngài nhìn xem, hình như trên lưng của rồng có người. Là Flynn và con gái của ta. Flynn, Flynn đã làm được rồi. Cô thơ đang đuổi đến, xin ngài hãy cẩn thận. Bắn tên. Tức thật, cứ ra khỏi khu rừng thì phép thuật của ta lại yếu đi. Đáng ghét, dám hợp sức để chống lại ta. Tiếp tục bắn tên. Có vẻ đang yếu dần, mình phải giúp một chút mới được. Đi rồi, biết rồi. Mình phải nghĩ cách khác thôi.
Grother đã bỏ chạy rồi, thưa đức vua. Làm tốt lắm. Thưa đức vua, đây chính là... Là Rabancho. Đúng là Rabancho, con gái bé nhỏ của ta. Cuối cùng con cũng đã trở về. Cha. Là lỗi của ta, đã để con phải lưu lạc suốt 18 năm. Ta sẽ không để mất con nữa đâu, không bao giờ. Thưa đức vua, hoàng hậu đang trở bệnh nặng, mong ngài mau hồi cung. Rabenzo, không, trả con gái lại cho ta. Không. Từ lúc con bị Goder bắt đi, mẹ con không thiết ăn uống, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Tình hình của hoàng hậu thế nào rồi ngữ y? Hoàng hậu nhiều ngày không ăn uống được gì, thân thể đã suy kiệt trầm trọng. Thần e rằng hoàng hậu sẽ khó lòng qua khỏi đêm nay. Hoàng hậu, con gái chúng ta đã trở về rồi đây. Mẹ, con lỡ ra bên xô ở đây. Hoàng hậu của ta, con gái chúng ta đã trở về rồi đây. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhìn mâu của ta, hề làng toa quyền năng diêu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau trên người mẹ của ta. La la la, la la. Thưa đức vua, hoàng hậu đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chuyện này thật khó giải thích. Rabenzo, mái tóc của con... Mái tóc của Rabenzo có quyền năng chữa lành tất cả vết thương. Đó cũng chính là lý do cô thơ nhất quyết đòi giữ cô ấy bên người. Thật tốt quá, công chúa Rabenzo đúng là phúc lành cho vương quốc chúng ta. Chúc mừng đức vua. Hoàng hậu, nàng nhìn xem, ai đang ở cạnh bên nàng nè. Là con Rabenzo. Đúng là con thật rồi. Ta không nằm mơ chứ? Không đâu, con chính là Rabenzo đây. Con về với mẹ rồi. Mẹ ơi, con gái của mẹ. Cái này dùng để làm gì ạ? Từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi Ryder. Còn thiếu một nguyên liệu nữa thôi. Là gì ta? Thì ra còn thiếu một con dơi. Ta đọc nhầm, một sợi lông dơi thôi. Ryder, lại đây. Để xem các ngươi còn đắc ý được bao lâu. Rồng lửa vĩ đại, ta đã nghe Rabenzo kể lại hết mọi chuyện. Ông đã cứu con gái ta ra khỏi khu rừng. Ta xin cúi đầu cảm tạ ông. Đức vua đừng nói vậy, là chính Rabenzo đã chữa lành đôi mắt cho ta, công chúa, hoàng tử Flynn và cả ông nhỏ Ella nữa, đã giúp ta thoát khỏi sự giam cầm của Goder. Rồng lửa, vết thương của ông thế nào rồi? Ta không sao, nhưng ta cần một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng một thời gian. Có như vậy mới nhanh chóng khôi phục lại năng lượng rồng được. Vậy thì ông cứ an tâm nghỉ ngơi ở khu vườn trong hoàng cung. Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền ông đâu. Vậy công tước William, người hãy canh gác quanh khu vườn, đừng cho ai làm phiền đến rồng lửa. Tuân lệnh, thưa đức vua. Nhưng liệu phù thủy Goder có để yên cho chúng ta không? Ta không thể chịu được nỗi đau mất con lần nữa đâu. Thưa đức vua và hoàng hậu, thần có đề nghị này. Bây giờ, thần sẽ quay về vương quốc của mình xin viện trợ của vua cha. Sau đó, chúng ta sẽ liên minh lại cùng tiến vào khu rừng. Hay quá! Nếu vào khu rừng, tôi sẽ thông báo để bộ tộc tiên ông cùng hỗ trợ mọi người. Cộng thêm sức mạnh đã hồi phục của ta, chắc chắn sẽ đánh bại Goder. Đúng, nếu chúng ta đoàn kết lại, phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy hoàng tử Flynn, phiền người hãy mau về vương quốc xin viện trợ. Chúng tôi đợi tin người. Vậy thần tranh thủ trở về vương quốc của mình. Tạm biệt mọi người. Flynn, chàng đi đường bảo trọng.
Hồi nào Masi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Flynn đúng là một hoàng tử khôi ngô, lại vô cùng dũng cảm. Đến lúc hành động rồi ai đó. Rapunzel. Ôi Flynn, chàng chỉ mới đi khi sáng mà đã trở lại rồi à? À, ta vì nóng lòng muốn gặp lại nàng nên vội vã đi ngay trong đêm. Masi, người nhớ ta không? Masi, người sao vậy? Chắc là Maxi đi đường xa nên mệt thôi. Nàng đừng quá bận tâm. Ôi, lâu lắm rồi ta mới được chạm vào mái tóc vàng óng mượt của nàng. Thật là nhớ cảm giác này quá. Flynn, chàng làm gì vậy? Cách chàng chạm vào tóc của ta rất giống với... với... Là do ta quá nhớ nàng nên mới vậy. Rapunzel, nàng hãy thứ lỗi cho ta. Rapunzel, ta đã nghĩ ra được cách đối phó cô thơ rồi. Nàng có muốn nghe không? Thật vậy à? Flynn, chàng mau nói đi. Rapunzel, đó không phải là Flynn và Maxi đâu. Đó là Gordon biến thành đó. Mau chạy đi. Đây là là thuộc biến hình của mẹ mới luyện thành đó con yêu. Nhưng tiếc là nó chỉ có tác dụng trong một giờ. Bà muốn gì? Còn phá đám. Đôi tôi mà thả em ấy ra. Trong vườn có tiếng ồn ào, mọi người mau tới đó kiểm tra. Thưa đức vua và hoàng hậu, đã tìm khắp cả trong và ngoài thành mà không thấy công chúa Rapunzel. Nhất định là Gordon, là bà ta đã bắt cóc con gái chúng ta lần nữa. Hoàng hậu, đang bình tĩnh. Thưa đức vua, hay là chúng ta đến nhờ ngài rồng lửa giúp đỡ? Phải, ta mau đi thôi. Thưa ngài rồng lửa vĩ đại, tôi biết ông đang chuyên tâm tu luyện, nhưng Rapunzel đã mất tích cả đêm, chưa rõ sống chết thế nào. Cầu mong ông thức giấc để giúp đỡ chúng tôi. Công chúa Rapunzel mất tích rồi ư? Đúng vậy, chúng ta đã sai người tìm cả đêm mà không thấy. Công chúa có ơn với ta, nay ta đã khôi phục năng lượng rồng. Ta hứa với hai người nhất định sẽ mang Rapunzel bình an trở về. Cảm ơn rồng lửa. Thưa đức vua, thần đã xin viện binh của vua cha đến, đang đợi trước cổng thành, chờ lệnh tổng tiến công của người. Tốt lắm, công tước William, mau tập trung binh lính, chúng ta tấn công vào khu rừng, diệt trừ phù thủy Gordon để cứu lấy Rapunzel. Rapunzel, nàng ấy... Flynn, Rapunzel đã bị Gordon bắt đi, ta đang chuẩn bị bay vào khu rừng tìm nàng ấy đây. Có thể Rapunzel sẽ bị giam ở lâu đài nằm sâu trong rừng. Rồng lửa, ta biết chỗ đó. Tốt quá, vậy chúng ta đi thôi. Khoan, theo ta nghĩ, cô thơ còn lợi dụng Rapunzel nên sẽ không làm hại nàng ấy đâu. Bây giờ thì chúng ta cần phải làm là thật bình tĩnh, tìm cách cho quân đội tiến vào khu rừng. Có như vậy mới diệt trừ được cô thơ. Người nói cũng có lý. Vậy xin đức vua cho lệnh tổng tiến công vào khu rừng. Nhưng có một hàng rào gai ma thuật chắn giữa khu rừng. Trước đây ta đã nhiều lần tìm cách vượt qua nhưng mà không được. Đức vua yên tâm, cứ tập trung binh lính tới bìa rừng. Ta sẽ dùng lửa rồng mở lối cho đội quân. Được, vậy chúng ta mau đi thôi. Hoàng hậu, nàng hãy đợi tin tốt lành của ta. Gordon, mau thả ta ra, đồ phù thủy độc ác. Rapunzel, ta nuôi con từ nhỏ cho đến lớn, sao con chẳng biết ơn ta gì vậy? Bà chia cắt gia đình ta, lợi dụng quyền năng của mái tóc ta suốt nhiều năm trời, bà chẳng có ơn gì với ta cả, đồ phù thủy đạo đức giả kia. Ôi Rapunzel, vậy thì ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, ngươi sẽ sống với đồ đạo đức giả này mãi mãi trong lâu đài này, và mãi mãi không bao giờ gặp lại cha mẹ ngươi. Thôi, ta cũng hơi mệt rồi, ta cần thêm chút sức mạnh. Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhìn màu của ta, hai làn tỏa quyền năng diệu kỳ,
chưa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La 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 la. Ôi, ta nhớ cảm giác này quá đi mất. Trong lửa, phải nhờ đến sức mạnh của ông rồi. Không ngờ, sau khi hồi phục sức mạnh, lửa đồng lại lợi hại đến vậy. Hằng Chi, rồng lửa đã mở đường cho chúng ta vào khu rừng rồi. Thưa đức vua. Quân đâu? Mau tiến vào khu rừng. Mọi người, lâu đài của cô ta ở lối này. Theo ta. Ôi, quá thật là một tuyệt sắc gia nhân. Ta chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Bà đẹp là nhờ quyền năng từ mái tóc của ta thôi, Golda. Nếu không có tóc của ta, bà chỉ là bà phù thủy già nua, xấu xí. Người nói gì? Ta đã thấy diện mạo thật của bà vào ngày trăng sáng. Bà là người vừa xấu, vừa độc ác nhất mà ta biết. Ngươi im đi, không ai được nói xấu ta, rõ chưa? Ngươi nhìn ai đó? Ngươi im đi, tốt hơn đó Rapunzel, trước khi ta nổi giận. Cái gì? Bọn chúng đi vào khu rừng rồi. Ngươi ở lại đây canh chừng Rapunzel nghe chưa? Đợi ta đi xử trí những kẻ còn lại. Các ngươi thật to gan, dám vào tận trong rừng của ta. Roger, bà đã bắt giữ Rapunzel 18 năm rồi. Mau thả con gái ta ra. Bằng không, có lục tung cả khu rừng, ta cũng sẽ tìm ra con gái ta. Vậy để coi bản lĩnh ngươi tới đâu. Hỡi bóng đêm và thế lực hắc ám, mau trợ giúp cho ta. Không ngờ tên rồng lửa này lại khôi phục công lực nhanh như vậy. Mình phải tranh thủ đi cứu Rapunzel mới được. Đi thế nào, taxi? Rapunzel, nàng có ở đó không, Rapunzel? Rapunzel, nàng đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Đồ dơi độc ác, giống y như chủ nhân của người. Rapunzel, nàng không sao chứ? Ta không sao, chàng một mình tới đây ư? Quân đội đang giao chiến ở bì rừng, rồng lửa đang giữ chân cô thơ, nên ta tranh thủ tới đây cứu nàng. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hai đứa, không, ta phải trở về lâu đài. Không ngờ quả cầu mát của Goder lại lợi hại đến vậy. Rồng lửa, chúng tôi đến hỗ trợ cho ông và mọi người đây. Tốt quá, nữ hoàng Serena, hãy giúp binh lính của nhà vua tiêu diệt lũ dơi. Ta sẽ đến lâu đài hỗ trợ cho Flynn và Rapunzel. Được. Các người muốn đi đâu? Đã xin phép ta chưa? Người dám hại chết con vật cưng nhất của ta, ngươi phải đền mạng. Không, Flynn, hãy để ta cứu mạng Flynn. Chàng ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn ta dám hại chết ai được? Hắn phải chết. Không, xin bà đó cô nương, hãy để ta cứu Flynn. Bà muốn gì ta cũng đồng ý. Xin bà, chỉ cần bà cho tôi cứu Flynn, tôi sẽ cùng bà sống mãi mãi ở lâu đài như trước kia. Ôi,
Ngươi vì chàng trai này mà chịu sống chung với ta như trước đây à? Phải. Robinzo, đừng vì ta mà thỏa hiệp với bà ta. Sắp chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ. Robinzo, ta đồng ý với con, nhưng con đừng bao giờ làm ta thất vọng nữa đó nha. Ngươi rõ ràng là bị con dao đâm ngay ngực mà. Bà bất ngờ lắm đúng không? Tất cả là nhờ rồng lửa đã chu đáo. Rồng lửa, lúc tiến vào khu rừng, nhờ ông hãy giữ chân cô thơ. Còn ta sẽ tìm cách vào lâu đài để giải cứu công chúa Robinzo. Hoàng tử Flynn, vậy thì ngươi hãy luôn giữ miếng vảy rồng này bên mình. Nó sẽ giống như một tấm áo giáp bảo vệ ngươi khỏi nguy hiểm. Cảm ơn rồng lửa, ta nhất định sẽ giữ nó cẩn thận. Quả cầu ma thuật của ta. Rapunzel, trả lại quả cầu ma thuật cho ta. Không, quả cầu này chỉ làm những điều ác.